Thưa quý vị, để thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước, mới đây Bộ Xây dựng đã đề nghị nghiên cứu xây dựng chính sách tăng thuế nhập khẩu đối với các loại vật liệu xây dựng sản xuất được. Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, ngành sản xuất vật liệu xây dựng trong nước đã phát triển không ngừng và đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về sản lượng và chất lượng. Năm 2017, giá trị xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng đạt 1,67 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngành vật liệu xây dựng trong nước cũng đang đối mặt với các khó khăn. Do đó, theo Bộ Xây dựng, cần phải triển khai quyết liệt các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính trong xuất khẩu, vay vốn, nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Đặc biệt, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu xây dựng chính sách tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được trên cơ sở phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam khi tham gia WTO và cam kết quốc tế khác.